canh vàng. Ngày xưa ai quyền quý cao sang, em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi, chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu hoa. Với tình yêu lai lang, nhưng Hà Nội quá phù phàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng bằng con chê chát. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, một tiếng hát cùng đàn với niềm đau niềm dâu. Nhưng bao dòng tố gian tàn, biến chắc tiếng huy hoàng siêu đồ theo nước Bắc Đà. Ủa anh Tài, anh làm gì? Anh vô nhà em anh hát ôm sòm vậy? Trời đất ơi, anh không sợ ba em hả? Anh không sợ gì hết. Trời ơi anh ơi, ba em về rồi á. Là anh có chuyện muốn nói hỏi em. Thôi anh hỏi cái gì anh đi mau đi, ba em về rồi. Anh không đi, em phải trả lời. Tại sao em đã chia tay với bạn trai cũ là Đàm Vĩnh Hưng mà em còn hát chờ người là sao? Trời ơi, nãy giờ em ngồi em hát vu vơ thôi mà. Vu vơ cái gì? Em đừng có nói lao. Em còn nhớ nó mà. Trời ơi, anh là người yêu của em mà em không nhớ, em không chờ. Em chỉ nhớ anh thôi, em vu vơ em hát vậy mà. Em đừng có xạo. Anh đa nghi quá. Nhìn trong đôi mắt của em, anh nhìn thấy rõ ba chữ Đàm Vĩnh Hưng. Trời đất ơi, tốn mấy trăm ngàn mua cặp len, không khen người ta, tự dưng Đàm Vĩnh Hưng đâu trong này? Anh tào lao quá. Trời đất ơi, nhưng Đàm Vĩnh Hưng có gì hơn anh chứ? Em nói đi. Thôi em thôi nói. Tôi nói luôn. Thứ nhất, nó đẹp trai hơn tôi chứ gì, đúng không? Mệt rồi nó quá à. Đương nhiên là anh phải đẹp trai hơn anh rồi. Thứ hai, nó hát hay hơn anh đúng không? Đúng rồi. Thứ ba, nó giàu hơn anh đúng không? Chính xác. Trời ơi, nhưng có những cái nó không bao giờ bằng anh được. Cái gì vậy? Thứ nhất, nó đâu có già bằng anh. Thứ nhì, mặt nó làm sao chảy sợi với anh được. À. Thứ ba, trong người nó làm sao có nhiều bệnh bằng tôi. Em thấy có một cái nữa đó. Quan trọng một cái này nữa. Không khùng bằng anh, đúng không? Không phải. Trời ơi, anh không phải vậy, em nghe anh nói cái điều này nó quan trọng nè. Những cái điều anh vừa kể cho em nghe, những điều mà nó thua kém anh thì chắc chắn làm sao nó chết sớm hơn anh được. À, anh khùng quá, bộ anh muốn chết sớm lắm hả? Trời đất ơi, ăn no rửng mỡ. Rửng mỡ cái chuyện gì làm lúc nào cũng tào lao mà. Anh không có tào lao. Em biết tại sao bữa nay anh tới kiếm em hay không? Vì anh yêu em. Anh yêu bằng trái tim chân thật. Còn em đâu biết tình yêu là gì. Em biết tình yêu là gì hay không? Tình yêu là vết dao đâm vào tim. Anh làm gì vậy? Tình yêu là những nhát dao bầm tim. Tình yêu là đóa hoa nhưng chiều gai. Cái gì vậy anh? Tình yêu là nỗi mê say trong đời. Ôi trời ơi. Bây giờ em đã hiểu tình yêu là gì chưa? Em hiểu. Buông em ra. Tốt. Anh cũng mỏi lắm rồi. Vậy em nói anh nè, em biết là anh thương em, nhưng mà em phải có thời gian để thuyết phục cha em. Cái gì? Cha em khó lắm. Ông sắp về rồi đó. Anh không sợ. Khi yêu em, anh chỉ cần biết em, cha em, kể cha em. Anh mà nói sao anh vô biết được đây vậy? Một nhà ngày em... nào đó,
anh sẽ đường đường chính chính bước vào căn nhà này và sẽ ở bên em suốt đời để lo lắng cho em. Em đã nói anh rồi, thôi anh về đi. Tại sao vậy được? Trời ơi, em sợ ba em đánh lắm. Đường đường là một đấng nam nhi, có một thằng đàn ông con trai nào muốn thăm người yêu mà phải chui lỗ chó không? Chỉ có anh thôi, chỉ có anh mới yêu em mới làm những chuyện đó. Em còn đuổi anh đi thế sao? Trời ơi, cha em sắp về rồi, anh về. Kệ cha em. Anh ra đây, ông xuất hiện giờ này anh cũng không sợ ông đâu. Tổ mày. Anh đi nha. Ủa sao anh nói không sợ mà? Đi trước cho chắc ăn. Trời đất ơi. Bà khoan, em còn nhớ không? Biết tình yêu là gì không? Tình yêu là vết tắc. Ôi thôi. À, thôi bye đi. Đi đi. Dạ cha. Mày thấy công lực của ta chưa? Ta bóp một phát là nhạc hết liền. Sao hôm nay cha đẹp trai quá vậy? Gì? Sao hôm nay cha đẹp quá vậy? Im, nghe ta hủ ở đây. Ta mới thấy bóng dáng một con heo trong nhà này đúng không? Con heo đâu cha, nãy giờ có mình con với con Milu à. Hả? Nãy giờ mày nói chuyện với Milu hả? Dạ. Mày hát người nói chuyện hay mấy chuyện với mấy con chó luôn vậy hả? Chứ hỏi thử cha có cho con đi đâu suốt ngày cho nhóp công trong nhà không à? Con ta biết không nói chuyện mình... với ai đâu. Con chỉ biết nói chuyện với con Lu thôi. Vậy? Ta không cho mày đi ra đường là có lý do. Cho con đi chơi đi cha. Không được. Mày có thể lên kinh thành mày chơi được. Mày không được chơi trong cái xóm này. Xóm này toàn cái thứ yêu quỷ gì đâu không à? Cha suốt ngày cứ bắt con lên kinh thành hoài, con có quen ai đâu. Không cần quen, ở đây ta có máy mối rồi. Nghe chưa? Bên Nguyễn Gia Trang, rồi bên Phan Gia Trang có nhiều công tử rất là giàu có, đẹp trai, khâu ngô tấn tấu, con nhỏ già, hợp giữa, bố làm tao mẹ bán bún bò. Hiểu chưa? Con có quen biết người ta đâu mà cho bắt con lấy. Không cần mi quen, cái nhiệm vụ của mi là lái rồi sống hạnh phúc, phải môn đang hộ đói. Không thể nào lái cái thằng Đồn Minh Hưng gánh nước đào đường được hết trơn. À hôm nay ta còn nghe một cái thông tin là mi đang có vụng trộm với một cái thằng mà lén lút vô căn nhà này mà ta chưa vô tình phát hiện được. Ta nói cho mày biết trước nè. Trời ta mà ơi. Phát hiện được là đừng có trách nha. Oan cho con quá trời ơi, con có ai đâu. Ta suốt chưa ngày biết. Chắc nó nhốt con trong cái nhà này à. Không đó. Cho đi đâu hết. Ta nhốt mày trong nhà này mà mày vẫn ra được, mày mua được đồ lông thú mày mặc đó. Mày hiểu chưa? Ta không nhốt mày mặc luôn. Đây là mẹ mua cho con mà. Bây giờ ta đang nghi ngờ mày không biết có phải con của ta hay không nữa. Không có thằng... mẹ ơi à. Không có thằng cha nào nuôi tiếng như ta mà mi nuôi tiếng ở cái miền khác hết trơn. Nhà mi ở đâu mày trả lời đi, không mày chết cho ai đó ta. Nhà mi ở đâu? Thì nhà con ở Đà Nẵng. Đà Nẵng mà đang nãy trời mi nuôi tiếng ở miền môn. Tại 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 tệ chứ tại tại cái gì. Mi nuôi được không tao đứng đây biết luôn á. Dạ nhà con ở Đà Nẵng. Ấy nhà ở Đà Nẵng ở chỗ môn Hồ Vương. Hồ Vang hả? Dạ. Đường môn. Chưa. Đường môn. Trời, Hồ Vang đâu có nhà đâu. À đâu có đường đâu. Phải có cái đường số mái hay tổ dân phố mái thì không có khu phố mái. Là không có, mày ở sở thú là không có chỗ đường. Suốt ngày cho cái nhốt công trong này á, có cái đi đâu được đâu mà cũng biết đường biết xá gì. Đường xá gì? Đi đâu có kẻ hào người hại lo mới lo chi nữa. Mà ta phải công nhận nghe. Má mày cháo banh nhờ lòng luôn mà đáng để mày đẹp cưới mày. Trời nãy giờ mới có câu này là nghe được lỗ tai á. Đúng không? Má mày rất sáo mà. Ra chửi xối xả từ đầu tới chân. Yêu cha quá. Thôi mày đừng yêu ta mệt lắm. Nghe, nhiều chuyện xảy ra lắm. Nghe, nãy nãy rồi bớt đi. Dữ quá vậy. Mày phải đang biết cái nét đẹp của con là từ đâu? Từ cha. Câu này cha không... đẹp mà. Quý vị thấy cha em đẹp không quý vị? Trời ơi, đẹp trai, mắt to, mũi cao, chỉ có tướng hơi lùn thôi. Con à. Dạ. Đẹp thôi chưa đủ, đừng có vô duyên nghe con. Ba mày để mày đẹp là mày đứng mày nói ba mày lùn. Lùn nhưng mà có giá trị, có lùn. Lùn nhưng mà có duyên. Lùn nhưng mà chưa khen hết mà. Nội thất ổn định là được rồi. Hiểu chưa? Rồi hổng rày cầm kỳ thi họa học đàng hoàng chưa?
đâu đứng qua bên kia, đứng dạ, qua bên kia. Con cũng có cố gắng mà. Nè cha khuyên nè con. Toàn mai mốt cầm kỳ thi rớt không. Nghe cha khuyên nè, mai mốt mình đi mua đồ quần ố núi mẹ, mua cái đồ đơn giản thôi, đừng mặc mấy cái mùng lên sân khấu nghe chưa. Ồ thấy đẹp mà cha, đẹp không quý vị? Không lẽ ở dưới núi không? Trời ơi thấy người ta giữa tay quá trời. Rồi bây giờ học hành cầm kỳ thi họa học đến đâu rồi? Nãy con nói rồi đó. Học đến đâu? Con cố gắng lắm mà vẫn ở lại lớp. Không học được cầm kỳ thi họa, làm ra mà lấy chồng được? Trời cha suốt ngày lấy chồng hoài à. Con không có muốn lấy chồng. Bây giờ mày phải con biết còn là nhỏ con... mà. Mày năm nay 20 mấy xuân xanh mà nhỏ. Mày phải biết con gái tới tuổi lấy chồng mà giống như cái hũ mám treo đầu giường. Hiểu không? Ăn không được phải đãi đi liền chứ không bể ra hôi rùm cả nhà. Trời ơi con vậy mà cha cứ ví với hũ mắm hoài à. Đứng lên cha xay dòng cho cua. Đứng lên xay một dòng cho cua. Châu cho. Mấy dòng rồi. Ôi chóng mặt á. Đẹp chi mà đẹp lạ lùng. Thằng cho mau đẻ ra mà đẹp gớm rồi. Rồi mà mẹ mới đâu? Dạ mẹ ở trong á cha. Kéo mẹ ra đây cha dạy việc. Mẹ ơi, có mẹ. Trời ơi, nãy giờ mẹ không ra bảo vệ con cha, nãy giờ hiếp con kìa mẹ. Sao? Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Ở nhà có hai cha con à, mà chửi nhau như chó với mèo vậy đó. Bà nói bà chó đó. Không phải, ý là tôi ví vậy thôi chứ tôi đâu có nói ông là chó. Bà mới nói tôi là chó đó. Tôi không có nói ông là chó mà, mặc dù nhìn... À, thôi bỏ đi. Bà dạy con cái kiểu gì mà bây giờ nó cứ quen mấy cái thằng trong xóm, trong khu vực này không? Mà toàn là cái thứ quỷ yêu gì đâu không à. Lên là lên trên kinh thành lấy. Sau này mới có tương lai sự nghiệp ổn định. Hiểu chưa? Sao vậy con? Con đó là con không có quen trai nào kinh thành hết. Cha suốt ngày chắc cứ ép con lấy trai kinh thành hoài à. Từ từ đỡ mé nó. Nó không thích thì thâu. Trai kinh thành nó không thích thì nó không lấy thì để tôi lấy chứ có gì đâu mà. Trời ơi. Tao tán cái ly vô mặt nghe, tao tán cái ly vô mặt. Nghe, tán cái ly vô mặt nghe. Nó lộn, ý là nó không thích lấy thì thâu ông lấy. À, nó không lấy thì thâu, đừng có ép nó, tội nghiệp nó mà. Trời ơi, con gái con lứa. Nó nghe nè, mai mốt có muốn mặc đồ lông thì nấu má mới dắt lên kinh thành mua rồi mặc cho nó đàng hoàng nha. Đừng có tự ý bứt lông gà, lông vịt rồi để vô mặt. Đứng gần con hôi lem quá. Trời đất ơi, tưởng mẹ ra đây bên con. Cuối cùng mẹ cũng chặt chém con. Ủa, à. Chặt chém gì mày? Tôi thấy đẹp mà. Rậu đẹp, bây giờ đi vô trong đi. Mẹ có mua cho con là trà xanh mét tre trong đó đó. Con thích dầu muối. Rồi mẹ muốn uống dầu muối cha cái vô đúng, vô đi, vô đi. Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi. Con gái lớn là như quả bom nổ chậm. Bà hiểu chưa? Biết rồi. Tới tụi lấy chồng là tải đi liền. Thì biết rồi thì cũng đang kiếm mối cho nó đi nè. Mà tao phải gì hắn sáu đó. Hắn rất là xinh đẹp. Thì đó nó đẹp giống tôi biết mẹ. Nhìn thẳng về phía trước. Bà không khác gì có chủ kiến hết trơn. Tự hộ vẻ đẹp lẫn nhắc của bà. Con ké chủ kiến là con quỷ gì vậy? Cái con mà chỉ có chủ kiến là đớp ram đớp reo á. Quỷ già vô duyên. Bao nhiêu năm nay em ở với con ké chủ kiến mà giờ ông chê hả? Quỷ sứ à. Rồi bây giờ cái chuyện gia đình không lo, suốt ngày cái lạnh bỏ cái Facebook cái miết làm cái gì? Lên Facebook là một công đâu chuyện, phải lên trên đó tèo leo mía leo đâu. Công đâu chuyện gì? Trời ơi, ta lên Facebook người ta live stream. Ta live stream, ta bán hàng rần rần trên mạng đó. Bán gì trên mạng? Ta live stream, ta thử đồ bơ. Cái gì? Live stream thử đồ bơ. Bà thử đồ bơi hả? Bà thử đồ bơi hả? Đúng rồi. Bữa mô thử đồ bơi tôi chỉ cho. Hả? Chỉ khu vực thử cho. Ở đâu? Biển Quy Nhơn á. Cái khu mà cá mập nó vô nhiều á. Bà thử cho cá mập nó đi hết được không? Tôi đâu có điên. Nãy giờ ông nghĩ gì vậy? Bà nghĩ ra bà thử đồ bơi. Bà lấy chim. Trời ơi tôi thử đồ bơi rồi. Thử ba cái mà cái gì mà đeo vô chân bơ bơ á. Cái chân dịch không? Oppo à. Đúng rồi. Chứ ai mặc bikini vô ông nào me coi hết trời. Rồi có nhiều người like không? Like quá trời like luôn. Có ai mua không? Không. Đó bà gặp thành phần like dộ mà. Lai dỗ là cái gì? Tức là hắn nhắn càng bỏ đi đó. À, sao kỳ cục quá vậy ta? Bữa có lai chim mà bán đồ ăn, ba cái mít trộn đồ đó. Thì đó, bây giờ cái thời buổi hiện đại, cho người ta cho chức 2 tỷ bạc mà ngồi dưới quay hình mít. Tạo nghiệp nhỏ chứ. Cắt điện thoại đi bà ơi. Quay, em nói nghe nè. À, bữa giờ á có tiếng mấy thằng Âu Chin
Tiễn ở đợ hả? Đúng rồi, Tiễn ở đợ. Tiễn rào, Tiễn năm ngày tôi nay rồi. Bà rồi. Bà Tiễn ở đợ hả? Thế ô sinh, bà Tiễn người mà trong chó làm việc. Bà Tiễn mười mấy đứa về đây chứ đứa ngồi nó nhìn không, bà thấy không? Bà thấy không? Bà Tiễn người lên vô làm việc, bà Tiễn dễ ngồi khóc đây nè. Ngồi phải như là thằng tà thổ địa, bà thấy không? Thôi đi vô đi mấy chỗ à, vô nghỉ ngơi đi. Đi vô nghỉ ngơi cho đang ngồi cười biết rồi. Vô đi mấy con. Ủa con bánh bèo vô này. Vô đi con. Thôi đi vô ngồi nghỉ ngơi đi. Bánh bèo đeo kiến nè. Mày đi vô thằng này mới đi vô để chứ đang hà đó con đi. Chắn cái đường mới ngồi miết. Châu chân. Tại biết con gái mình nó mơ văn ngợ nè, mướn về đèn đèn cho con gái mình nó hét hả mà. Thì đó. Con nó vẫn không vô. Chưa lãnh lương đáng vô được. Che dè này thiệt tình. Ô châu, rồi bữa nay có người mua không? Có, hôm nay là tôi nói là có Tiễn người xuống rào mà không biết là nó có tới hay không. Thôi, mà nó nghe nè bây giờ. Đừng quan tâm, vô chuẩn bị đồ tôi đi kinh thành có chuyện. Thì đó, bây giờ tôi vô tôi chuẩn bị đồ nha, có ai mà tới Tiễn thì cứ Tiễn giùm tôi nghe không? Ừ. Tôi chuẩn bị lên kinh thành có chút chuyện. Còn có chuyện Tiễn hay không Tiễn bà lo đi. Rồi sắp xếp mọi chuyện nhớ hợp lý nghe chưa? Rào rào biết rào. Đừng có để mà trẻ hay chuyện của tôi nghe chưa? Đồ đạc cho nó gọn gàng như thế nghe chưa? Không lẽ dạo này biển ô nhiễm dữ vậy sao ta? Cá mập bây giờ lên bờ hết rồi. Xin hủa, ô nương là ai đây? Muốn biết ta là ai? Cứ lên kinh thành hỏi bất cứ người nào cũng biết ta là ai. Sao có giọng đàn ông quá vậy? À không, bị cảm. Lên kinh thành muốn hỏi bất cứ ai cũng biết ta là ai. Có lẽ nào cô nương là người của Phan Gia Trang? Tầm thường. À cô nương là người ở trong cung đình? Tầm thường. Vậy thì cô nương là đến đây làm gì? Ở đợ. Trời ơi, con vợ tôi nó mướn một con quỷ tới ở đợ. Xin lão gia đừng nói vậy. Đừng xem thường nhan sắc của em. Tại vì em một gì sao xấu. Nói là núa là ngay cô chưa nghe rõ. Em sinh ra dưới một gì sao xấu. Trời ơi, nhìn cái mặt là không dám ăn bánh bèo luôn đó. Dạ. Rồi tên là gì? Dạ, em tên là Trần Thị Mảnh Mai. Trần Thị Mảnh Mai, cái tướng như cái chơ mảnh mơ. Rồi đứng qua một bên để ta hủ một đấu điều trước khi vô nhà làm việc. Dạ. Rồi nhà ở đâu? Dạ, nhà em ở Ngũ Hành Sơn. Ủa, ở trong Trà Thiên hả? Dạ không, ở núi Bà Nà. Ở trên núi Bà Nà? Dạ. Như vậy là đi cáp treo xuống đây hả? Dạ không, đi bộ. Sao không đi cáp treo? Tại em đi cáp treo hoài, nó đứt cáp hết trơn rồi. Ừ, cái tướng này cũng đứt thiệt chứ không chơi. Rồi ở trên Bà Nà công việc là gì? Hướng dẫn viên du lịch hả? Tầm thường. Quản lý nhà hàng khách sạn hả? Tầm thường. Như làm gì? Đập đá. Cái gì? Đập đá. Cái nghề này tôi nghe lạ quá. Và đập đá để người ta tạc tượng đó thưa lão gia. À, đục đá để người ta là xây nhà xây cửa đó hả? Dạ. Thôi được rồi. À, phu nhân đã mướn rồi, thuê mướn ngươi rồi, về làm phục vụ cho tiểu thư. Dạ. Công việc rất nhẹ nhàng thôi. Dạ, là giống như kia. Tiểu thư 8 thì lấy đồ cho tiểu thư 8. Dạ. Dạ, thích quá. Cho tôi thấy con này nó quen quen ta. Mẹ cho gà phải ở đâu rồi nè. Rồi tiểu thư có thay đồ thì thay đồ phụ cho tiểu thư. Thích quá. Thích. Nhớ tiểu thư rất sợ ma, cho nên tối ngủ là ôm tiểu thư ngủ nghe chưa. Trời ơi quá đã. Dạ, cực quá. Cho tôi thấy cái con này nó quen quen ta. Ông già ơi, đừng lấy gần. Nam nữ thọ bất tương thân.
Mày bị điên hả mày? Tao thấy quen người ta phải nhìn cho kỹ. Là người ta biểu coi, là người ta biểu. Là biểu. Lão già đứng xa xa giữ khoảng cách tới lão già. Ngại lắm. Là để biểu. Dạ. Rồi à, cố gắng sắp xếp mọi việc lo cho tiểu. Dạ đừng ra, đừng làm vậy. Người ta cười, nhìn vào dị nghị. Nói là lão già sàm sợ với tiện nữ. Ông nội tôi cũng ăn thịt đổ mày đâu nghe. Phòng cháy hơn chữa cháy. Tưởng như con dù mà mút mà. Không lẽ gặp con nẻ đau rồi ta. Thấy quen quá. Chứ không có đâu lão già ơi. Người giống người thôi. Chưa có một đứa nào nó tì mà đi tập gym hoành tráng vậy hết trơn. Thôi được rồi, ở nhà cứu nhà đi. Rồi lát vô rồi lo cho Thầy Hương nghe chưa. Dạ. Ta đi kinh thành có việc. Dạ. Đến chiều ta lại về. Dạ. Ừ. Tiễn lão gia. Rốt cuộc kế hoạch mình nè thành tài. Dạ. Hết hồn. Thôi ta đi ói đây. Rốt cuộc ta đã đường đường chính chính vào nhà này. Được một bước rồi. Còn coi bước thứ hai là như thế nào. Nghe nói nhà ngươi mới được tuyển vào làm tỳ nữ cho ta à? Dạ đúng vậy thưa tiểu thư. Năm nay ngươi nhiêu tuổi rồi? Dạ em vừa tròn 16. Hả? 16 à? Dạ. Sao thân hình ngươi phì nhiêu vậy? Dạ tại vì em làm việc cực nhọc từ hồi nhỏ cho nên thân hình hơi bự. Dạ. Thôi được rồi, bóp lưng cho ta đi. Tiểu thư cứ bóp lưng, bóp vai nhé. Ừ. Khoan. Dạ. Sao bàn tay con gái gì mà cứng ngắc vậy nè? Hả? Dạ là thì em làm việc cực khổ đó tiểu thư, nãy em nói rồi. Ngươi tập tạ đâu vậy? Dạ, dạ không có tập tạ. Dạ, em hít đất không à? Dạ, tiểu thư. Làm nhẹ nhẹ cho ta nha không? Dạ em làm nhẹ lắm. Trầy lưng ta là mẹ ta giết đó. Dạ em biết mà. Ôi da thơm quá. Tiểu thơ tắm bằng cái gì dầu gì mà tóc thơm quá vậy? Thơm không? Dạ thơm quá à. Ta mới tắm bằng nước bưởi đó. Ồ, tắm gì bộ cái đó. Ngươi nói cái gì vậy? Dạ không có, em nói tắm gì nó thơm cái đó. Mới vô mà bếp xếp nha mày. Tiểu thơ à, em vô nhà này em làm đó. Thật ra là có cái điều... Dạ mẹ. Ừ. Trời sao ơi. Sao vậy mẹ? Ô xin nhìn như con voi vậy trời. Đó con nói mẹ đó. Sao tự nhiên mày tuyển nói tướng nó to như con hầm mã vậy tối nó. Nhưng mà sao vấn đề á là nó có phục vụ cho con, làm cho con thỏa mãn không? Con chỉ sợ là tướng nó to như con hầm mã vậy tối nó đè con sao mẹ. Trời ơi khổ quá. Làm gì có chuyện đó. Nè ráng. Dạ. Là phục vụ cho con có tay đàng hoàng nghe không? Đi. Đi ra kia với mẹ. Đi, đi với mẹ. Dạ. Đi lên kinh thành là coi mẹ tiêm cái bắt cái filler vô cho cái mặt nó căng căng lên coi. Hả? Tiêm mé baby đồ đó. Đi đây 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 với mẹ. Đi. Ở nhà rồi coi chăm sóc nhà cửa hay chưa? Dạ. Dọn dẹp nhà cửa cho tôi đó. Quá là thơm thiệt. Ai? Mệt kì... Ai? Ai? Mệt muộn. Dạ, sao lão gia đi
đi về lẹ vậy? À, ta có cảm thấy trong người khó chịu quá. Bóp nhẹ được không? À... bóp lưng. Dạ. Oh, oh, man. Thôi được rồi. Qua đây biểu, qua đây đi, nhanh lên. À, công việc trong gia đình này, ngươi có thể làm được gì? Yeah, em, cái gì em cũng biết, có cái biết điều là em không biết thôi. Con này nói chuyện với mấy thằng điên trời. Dạ, lại lão gia biểu ơi. Dạ. Lại đây lão gia biểu. Dạ thôi, lão gia kỳ lắm. Lại đây lão gia biểu. Không, lão gia đứng nói gì chuyện được rồi, em đứng đây được rồi, lão gia. Lại gần người ta. Lại đây. Nghĩ sàm sỡ. Lão gia ơi. Lại đây. Lại đây. Lão gia ơi. Lão gia đừng làm vậy mà lão la. Lão gia. Cô mạng. Dừng tay lại. Trời đất ơi. Bước qua đây. Con khổ quá bà ơi. Lão gia. Trời đất ơi, cha làm gì vậy cha? Có làm gì đâu. Giang phu. Hả? Trời ơi, con thật là thất vọng về cha mà. Giật bung nút luôn nè. Con làm được con mẹ gì đâu. Trời ơi, đâu? Cái tướng nó như con voi vậy mà sao cha cũng dê nó được hả cha? Ta dê hồi mơ mây, ta mới vừa kéo cho cái nó giật bung nút ta luôn nè. Con mới thấy cha nhào lại đó. Không phải đau mà không có hiểu. Không hiểu cái gì? Thấy rõ ràng luôn. Trời đất ơi, già không bỏ, nhỏ không the, thấy gơ như vậy mà em cũng hốt là sao? Dạ khổ trời quá. Trời ơi, là trời. Khổ quá phu nhân. Khổ cái gì? Dạ đó ông. Mày bước ra đi. Dạ. Con tiện tiền. Tao phải lỗi con. Tao mướn mày về đây để mày làm con u xin cho tao. Dạ. Tao kêu mày dọn dẹp nhà cửa mà mày dọn thằng chồng tao lên đây mày ăn luôn. Dạ, tao không ăn đâu. Mày quá đen lắm rồi. Già như vậy mà mày cũng ăn hả? Dạ, Cô mẹ giết người. Hả? Trời ơi, tôi lột cái đèo đó đâu. Trời ơi, ăn mèn rồi mình ơi. Mình ăn mèn rồi mình ơi. Bà mày điên hả? Tôi đã nói rồi, không phải cho bà suy nghĩ đâu. Trời đất ơi. Thằng đi là cái thằng mà hắn theo dụ dỗ con tối mê nhà mình. Tôi chưa kịp lột mẹ hắn là bà lột đào hắn rồi. Ô, anh Tài, cho anh làm gì vậy anh Tài? Cho làm cái gì vậy? Anh mở ra coi. Kỳ lắm. Dạ, tôi xin ra mắt lão gia và phu nhân. Trời ơi. Bà nội cho mày. Trời ơi. Mày thấy chuyện đánh nổi vỡ gớ mày cũng dốm lồm. Dạ. Sao anh vô được đây vậy? Làm gì vậy? Cái con đường chính chính bước vô nhà này. Mày kéo cái mỏ mày xuống này mày ngu quá. Mày kéo vừa thôi. Dạ, nghe chưa? Đó, mày sống có đức quá. Dạ. Lúa không nghe con mẹ gì hết. Nghe chưa? Nghe rồi, mày tao có điếc, mày lo không sợ mày. Nghe rồi phải không? Tà rang mày lột vô nhà này, mày giả dọn, mày tích sầm sỡ con tối mi nhà ta đúng không? Không phải. Đứng qua đây. Đứng qua đây. Đi qua đây. Con làm như vậy. Mày đi vô luôn đi. Là sao? Mày... Lúc kia lúc không ai biết. Cái đó, đừng trách do an ở thôi. Dạ đang bao nhiêu người không bị, có một mình mày bị. Ê, trời ơi, gia nhân đâu? Cái gì vậy? Cảm ơn. Chắc con đã đưa tiểu phi đao rồi. Mày ngu lắm, mày đừng chửi, đừng bao giờ chửi mấy thằng làm điện làm âm thanh. Hắn bấm một nút là mày giật chết cha mày luôn á. Mày hiểu đừng chưa? Đừng nghe anh. Lão gia, con tới đây. Bước qua bên kia. Dạ. Trong căn nhà này có luật lệ, chứ không phải muốn vô là vô, muốn ra là ra. Tà ra mới giúp dở. Đúng. Cười cười hôm trước, hôm sau người cười. Ôi, cuộc đời đúng là quả bố. Dạ, xin lão già nói tiếp. Trong căn nhà này phải có luật lệ của nó. Dạ. Không phải muốn vô là vô. Dạ. Muốn ra là ra. Dạ. Mày giải thích lý do không, đừng trách ta. Dạ thưa lão gia, sở dĩ con giả gái vào nhà này là tại vì con thực hiện cái lời hứa và ước mơ của con, là một ngày nào đó con sẽ đường đường chính chính vào đây ở bên cạnh em Tố Vi và lo cho em tới suốt cuộc đời. Vậy là bấy lâu nay mày lén lút, mày âm thầm mày lén lút đúng không? Không. À, ta nhớ rồi,
Thì ra mày chính là cái thằng chui lỗ chó đúng không? Dạ đúng vậy. Lỗ càng ngày càng bự là do mày đầu khác đúng không? Chui nhiều quá nó phải bự chứ lão gia. Hàng gì, hàng gì ta nuôi một con chó cỏ mà ta thấy cái lỗ như con chó bạc rê. Thì ra là do mày. Dạ, chỉ vì tình yêu thưa lão gia. Thì vì tình yêu là gì? Tình yêu là vết dao đâm. Ta tán vô mỏ mày nghe, ta tán vô cái mỏ mày đó. Trong căn nhà này không được quyền mày lên tiếng đâu. Ta cho gia nhân nó nghỉ hết rồi thì làm gì có nhạc là mà đứng đó mày hát. Thôi bây giờ vậy, bố quan bác hát lên trên quan xử lý. Khoan, đừng bác. Cha ơi, cha tha cho ảnh mà cha. Năn nỉ giùm anh đi em. Ảnh thương con nên ảnh mới liều vậy mà. Đúng, con gì yêu em Tú My. Một trái tim tình yêu chân thật. Tình yêu là gì? Tình yêu ê là... Ê! Cuộc đời hai đứa bay là toàn hết rồi. Một thằng thì ta sẽ đưa bố quan. Còn một đứa hồi nãy giờ chưa phát hành mà đã livestream hết trơn rồi thì mày lấy cái gì mày sống nữa? Có hả? Chưa phát hành đĩa mà ở dưới livestream là chết mẹ mày rồi. Trời ơi, khổ quá. Lão gia. Gì? Tính sao chuyện tình yêu của con với em My? Cho phép con yêu em ta My. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Lão gia, không được lấy người ở trong khu vực này. Mày phải lấy những người công tử ở trên kinh thành, nghe rõ chưa? Lẻo da, nhưng mà nó không có yêu người trên kinh thành. Đúng mà. Đúng rồi đó cha, con có yêu người ta đâu mà cho bác con lấy người ta. Nhưng nó quá nghèo, nó không có phù hợp, nó không có môn đang hộ đói. Cái gì? Lẻo da chê con nghèo hả? Ngày xưa con nhớ cha cũng nghèo mà, cha cũng lấy được mẹ đó. Hả? Cuối cùng cha mẹ hai bàn tay trắng cũng dần lên cơn ơi thôi. Tại sao mày biết ngày xưa tao nghèo? Tôi nói á. Bà không có chuyện gì làm hả? Em... Tôi tao tem sự. Trời ơi, nhìn cái này nó thấy ghê quá. Thôi cha, cùng hoàn cảnh của ảnh mà cha không thông cảm, đồng cảm gì với ảnh hết trơn vậy. Mày nói chuyện với tao mày đứng xa chứ mày đừng có nắm tao nắm chân tao khó chịu lắm mày biết không? Lão gia, theo lời em My nói thì lão gia ngày xưa cũng cơ hèn cũng khó. Thì tại sao phu nhân đã nuôi nấng lão gia và lo cho lão gia tới bây giờ? Thì thế hệ sau con và em My cũng sẽ làm được như vậy. Xin lão gia nghĩ lại và cho chúng con quen nhau, yêu nhau rồi cưới nhau. Sau này nếu lão gia có bệnh hệ gì qua đời, ba đời cha mày. Tao chưa cho mày lấy mà mày. Lẻo da. Qua đời ông nội mày hả? Hả mày? Trời ơi lẻo da. Lẻo da. Trời ơi bình tĩnh mà lẻo da. Trời ơi đi qua bên kia. Thôi mà lẻo da, bình tĩnh. Nói thiệt. Tôi tránh ra mày, bước qua bên đây. Mày nói chuyện với ta mà mày ngang hàng như vậy hả? Dạ. Thế con phải đứng sao? À, ui. Anh làm gì vậy? Lão gia. Dạ. Anh làm gì vậy? Dạ. Hả? Anh thấy trong phim nó làm vậy. Hai đứa bay bị bà nhập hả? Bà nội cho tao còn sống mà lạ tao cái gì? Đi ăn đám giỗ hả? Tao thấy anh làm sao con làm vậy? Mày được có đẹp mà mày... Nữa. Con xin lão gia, hãy giúp đỡ con. Hả? Cho con được ở với em My. Con hứa sẽ lo cho em My suốt cuộc đời. Sau này lão gia có chết đi. Mày trời xin là cũng tao mày trầu tao chết. Thôi, mày lão gia. Mày trầu tao chết hoài vậy mày? Cái gì vậy anh? Chứ già quá rồi không chết làm gì. Trời ơi. Mày nín đi. Trời mày ơi. Mày tránh ra. Tránh sao được. Đừng em đi. Anh hy sinh gì em? Em có che cũng hết anh đâu. Mày hy sinh tao. Mà mày đáy nhỏ mày làm bia đỡ đạm mày hy sinh hả? Hai đứa trời lên đây. Trời lên. Nhưng con sao đỡ được hết ảnh? Tao nhìn cái mặt mày tao dị ứng quá. Bây giờ vậy, tao tạm thời chấp nhận cho hai đứa quen nhau. Đó. Trời ơi. Đó. Xin cảm ơn lão gia. Trời ơi thiệt á cha. Nó lẹ nữa kìa. Trời ơi. Thiệt hả cha? 49 ngày sau sẽ cảm ơn lắm. Trời ơi. Cái thằng này. Bà nội cho mày. Bà nội cho mày. Trời ơi mày kem cái miệng mày lại đi. Mày đã vừa mẹp vừa xéo mày còn du duyên nữa. Trời ơi. Nhìn cái thằng này. Tỉnh đi léo da. Mày giống như con cá trê tráng, cá trê đen trong phim Tây Du Ký. Không khó chứ bộ. Chưa có con đàn bò mua mà có rau như mày hết trơn. Cấp quá cao không kịp lão gia à. Thôi được rồi, tạm thời ta chấp nhận cho hai đứa.
đến với nhau tìm hiểu, còn hôn nhân là chuyện tính sau. Ừ. Nhưng có hai điều mày phải vượt qua thì mới đến được với con gái của ta. Hả? Hai điều gì vậy Lão Gia? Thứ nhất, mày phải cố gắng làm việc để mày giàu hơn. Quá đơn giản. Thứ hai, mặt mày phải bớt xệ đi. Không đơn giản. Cái này phải tốn tiền đi biểu diễn Lão Gia ơi. Nói chơi thôi, chứ quan trọng đấy với nhau không phải vì tiền bạc, đấy với nhau là cảm xúc, sau đó vì nhau mà sống. Ừ. Con nghe lời Lão Gia chỉ dạy. Ta đã từng nói một câu đó với người ta rồi, bây giờ ta ngậm đắng nuốt cay một mình tối nay đây. Em cái gì? Mừng quá. Vậy là trong phim thôi, đừng nữa. Thôi bây giờ vậy. Dạ. Theo ta lên kinh hành. Dạ. Sám sửa mấy cái mành khác cho con gái ta mặc. Ừ. Cái mành này cắt đi. Rồi sau đó ta sẽ chạy chỉ cho kinh doanh buôn bán, đem tơ lụa đánh bán trên kia để mà kiếm tiền giàu có, rồi nuôi con gái ta suốt cuộc đời. Con xin cảm ơn nhạc phụ. Trời ơi, con cảm ơn cha. Nhạc mẫu. Ừ. Cả nhà ta sẽ cùng hát nhạc sến tổ lô. Đi lấy kinh hành. Dạ. Ê. Dạ. Ta chỉ ra chỉ ra chỉ ra. Đi không vậy? Đi có làm gì? Đi hướng nè. Cái gì vậy? Chào. Xin cảm ơn các nghệ sĩ Chí Tài, Trường Giang, Gia Linh và Tố My đã mang đến những tiếng cười sảng khoái cho live show ngày hôm nay. Giờ khi đớn đau chọn một số kia, em nói gì, em hứa gì, anh hướng gì, bao nhiêu ân tình